Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự với Võ Hoàng Sơn, 24 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Đông Thái, huyện An Biên về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Trần Thanh Toàn, 45 tuổi, ngụ cùng địa phương, nhà đối diện với nhà Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, khoảng 10 năm trước giữa Sơn và ông Toàn xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sơn cho rằng mình bị ông Toàn vu khống là thằng trộm vặt và đánh nên Sơn ấm ức đem chuyện kể lại cho gia đình. Khi biết được chuyện cháu bị vu oan thì bà nội của Sơn đã qua gặp ông Toàn để nói chuyện nhưng không thành mà tiếp tục bị ông Toàn xúc phạm. Đến tối ngày 15 tháng 8 năm 2021, Sơn thấy ông Toàn đang đứng trước nhà, cho nên vào nhà lấy dao rồi chạy sang chém vào người làm ông Toàn bị thương nặng. Gây án xong, Sơn đem dao về nhà cất giấu rồi bỏ trốn, còn ông Toàn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Đến trưa ngày 18 tháng 8, Sơn bị công an huyện An Biên bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp khi y đang trốn trong một căn chòi ở ngoài vuông tôm của người dân.